Chiều 14 tháng 10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện An Phú phối hợp Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lộc tổ chức trao tặng 100 túi quà an sinh cho hộ nghèo, cận nghèo do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tại mỗi hộ gia đình, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lâm Thị Ngọc Dầu trao tặng túi quà an sinh gồm gạo, mì, dầu ăn, nước tương, đường, sữa trị giá 300.000 đồng và mong muốn các hộ dân thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch trong tình hình hiện nay. Tổng trị giá đợt trao quà 30 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang hỗ trợ. Hoạt động trao tặng túi quà an sinh thể hiện sự quan tâm của Đoàn Thanh niên các cấp nhằm chia sẻ động viên các hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn.